Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ năm ngày 11 tháng 7 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Bế mạc kỳ họp thứ 21 Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa 17 với nhiều nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế xã hội được thông qua. 36 tác phẩm đoạt giải cuộc thi chính luận tỉnh Hưng Yên về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024. Chung tay xây dựng nhà ở cho người có công, hộ nghèo, nạn nhân da cam, điểm sáng trong nhiệm kỳ 2019-2024 của Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Hưng Yên. Đầu tư cho công tác dân số là đầu tư cho phát triển bền vững, phóng sự nhân ngày dân số thế giới 11 tháng 7. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Xuân Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, kỳ họp thứ 21 Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026 bước sang ngày làm việc thứ hai với phần chất vấn, trả lời chất vấn, biểu quyết, thông qua các nghị quyết và tiến hành bế mạc kỳ họp. Đầu giờ buổi sáng, kỳ họp nghe Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Thị Tuyết Hương trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tại tổ trong phiên làm việc chiều ngày 10 tháng 7. Tiếp đó, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Lê Xuân Tiến, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh chất vấn Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư. Kết luận phần trả lời chất vấn của Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư, chủ tọa kỳ họp nhấn mạnh Sở Kế hoạch Đầu tư cần chỉ đạo ra soát tổng thể kế hoạch đầu tư công trung hạn, có giải pháp huy động nguồn lực để đáp ứng kế hoạch đầu tư công trung hạn, kiên quyết không để xảy ra tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản, chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các địa phương tập trung giải quyết dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng và phối hợp với chủ đầu tư bàn giao mặt bằng các dự án trên địa bàn quản lý. Đối với các dự án đầu tư công có phần vốn đối ứng của địa phương, phải đảm bảo địa phương có khả năng bố trí nguồn, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong đầu tư công. Trong phần chất vấn Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, chủ tọa kỳ họp yêu cầu ngành giao thông vận tải ra soát tiến độ thực hiện dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn, đẩy nhanh tiến độ phối hợp thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án giao thông vận tải của tỉnh nói chung, các dự án trọng điểm nói riêng, bố trí đủ nguồn vốn và tổ chức thực hiện các công trình để hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng theo quy định. Đặc biệt chú trọng triển khai các dự án giao thông quan trọng của tỉnh, kịp thời khắc phục những bất cập về hạ tầng giao thông. Sau phần trả lời chất vấn của Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội, chủ tọa kỳ họp yêu cầu tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đầy đủ kịp thời các chính sách trợ cấp đối với đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh, tiếp tục tham mưu Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành hoàn thiện chính sách ưu đãi người có công, nghiên cứu xử lý những bất hợp lý trong quá trình thực hiện, tăng cường xã hội hóa, đẩy mạnh phong trào chăm sóc người có công, các đối tượng chính sách nhằm huy động các nguồn lực từ cộng đồng xã hội, cùng nhà nước quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần đối với người có công với cách mạng, các đối tượng chính sách theo quy định, chỉ đạo ra soát, nghiên cứu cơ chế chính sách đặc thù của tỉnh trong thu hút người lao động tham gia học nghề để trình Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành. Sau phần trả lời chất vấn của Giám đốc Sở Xây dựng, chủ tọa kỳ họp nhấn mạnh cần đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng, giải phóng mặt bằng và triển khai xây dựng hạ tầng đối với các dự án nhà ở xã hội độc lập, khu nhà ở xã hội độc lập dành cho công nhân, người lao động đã có chủ trương đầu tư nhưng chưa triển khai, ra soát và có giải pháp hữu hiệu đảm bảo thực hiện các mục tiêu phát triển đô thị của tỉnh. Trong đó, chú trọng hoàn thiện ngay các tiêu chí còn thiếu, còn yếu của từng đô thị, tăng cường công tác thanh tra kiểm tra hoạt động đầu tư, xây dựng trật tự đô thị, kiên quyết xử lý hoặc kiến nghị xử lý các vi phạm nhằm đảm bảo kiến trúc mỹ quan đô thị. Kết luận phần trả lời chất vấn của Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo, chủ tọa kỳ họp yêu cầu tiếp tục rà soát hoàn thiện quy mô mạng lưới cơ sở giáo dục công lập phù hợp với phương án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính nhằm đáp ứng nhu cầu học tập đào tạo, đổi mới nội dung, phương pháp dạy học, kiểm tra thi và đánh giá kết quả giáo dục và đào tạo, rà soát bổ sung trình Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành các cơ chế chính sách hỗ trợ cho ngành giáo dục, đẩy mạnh xã hội hóa, thu hút các nguồn lực đầu tư ngoài ngân sách cho giáo dục đào tạo, phát triển hợp lý hệ thống trường ngoài công lập. Sau phần trả lời chất vấn của các giám đốc sở, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Lê Huy phát biểu, giải trình và làm rõ hơn các vấn đề đại biểu cử tri quan tâm. Trong đó, đã đánh giá những kết quả đạt được 6 tháng đầu năm về phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, đồng thời chỉ ra những hạn chế về giải ngân vốn đầu tư công, công tác giải phóng mặt bằng, tiến độ triển khai một số dự án khu công nghiệp, cụm công nghiệp còn chậm, tình trạng ô nhiễm môi trường diễn biến phức tạp, việc chấp hành các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, bảo vệ môi trường còn hạn chế.
để tiếp tục phát huy kết quả đạt được, kịp thời khắc phục những tồn tại hạn chế, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các cấp các ngành thực hiện tốt các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm, như khẩn trương thực hiện tuyên truyền, phổ biến tới toàn thể nhân dân những vấn đề cốt lõi, trước mắt và lâu dài của quy hoạch tỉnh, đẩy nhanh tiến độ xây dựng, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ, hiện đại, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Bên cạnh đó thì tỉnh cũng sẽ có cái chương trình quyết liệt đôn đốc hỗ trợ chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án công trình trên địa bàn tỉnh, nhất là các dự án đầu tư hạ tầng khu nghiệp, cụm công nghiệp, các dự án công trình trọng điểm. Các chủ đầu tư nhanh chóng hoàn thiện các cái thủ tục đầu tư các dự án có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn, rồi đặc biệt là chúng ta quan tâm đến cái đường kết nối di sản, rồi nút giao Tân Phúc và các cái dự án trọng điểm. Ở đây thì chúng ta cũng phải đặc biệt là lưu ý đến cái việc đánh giá cái khả năng, năng lực của các cái nhà thầu, các cái đơn vị thi công. Cái này thì các đồng chí biết là hiện nay thì có rất nhiều cái dự án mà chúng ta cũng triển khai chậm so với tiến độ đề ra, đặc biệt là cái công tác giải ngân vốn đầu tư công. Chúng ta thấy là cái việc giải ngân đầu tư công của chúng ta thì còn nhiều hạn chế và cái tỷ lệ giải ngân đầu tư công là thấp so với cả toàn quốc. Thế đây thì về các cái nguyên nhân mà để xảy ra tình trạng này thì chúng ta đánh giá là bên cạnh những cái khó khăn chung của tình hình thế giới, tình hình trong nước thì có cả những cái phần lỗi chủ quan, đặc biệt là trong cái việc công tác chuẩn bị đầu tư, các cái thủ tục tiến hành đầu tư, rồi công tác giải phóng mặt bằng, rồi việc khó khăn về nguồn cung ứng nguyên vật liệu, rồi cái năng lực thi công của một số cái nhà thầu, đơn vị thi công. Cái này thì cũng báo cáo đồng chí là tỉnh ủy, ủy ban tỉnh cũng đã có những cái chỉ đạo, có những cái giải pháp để tăng cường, để tháo gỡ. Tuy nhiên thì hiện nay chúng ta thấy là vẫn còn rất nhiều là khó khăn. Ở đây thì chúng tôi yêu cầu là các cái cơ quan là chủ đầu tư thì cái phần của chúng ta về các cái hoàn thiện các cái thủ tục, rồi các cái sở ngành thẩm định chuyên môn thì chúng ta phải đẩy nhanh cái tiến độ thẩm định các dự án. Bên cạnh đó thì tỉnh cũng sẽ có cái chương trình làm việc với cả các cái địa phương có liên quan để chúng ta tìm được những cái nguồn cung ứng nguyên vật liệu cho các cái dự án trên địa bàn tỉnh. Thế đây thì cái công tác lựa chọn chủ đầu tư chúng ta cũng phải hết sức là quan tâm chú ý để mà chúng ta đánh giá được cái tiến độ thi công, rồi đánh giá được cái năng lực, đánh giá được cái uy tín của nhà thầu. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thì cũng tập trung đẩy mạnh cái công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư kịp thời đúng quy định cho người dân, bảo đảm đúng pháp luật và hài hòa lợi ích của nhà nước, người dân và doanh nghiệp, hạn chế tối đa việc điều chỉnh phương án đền bù, bảo đảm tiến độ thực hiện. Thì đây cũng là một cái vấn đề mà chúng ta đánh giá là trong cái công tác chuẩn bị đầu tư của chúng ta có rất nhiều dự án là chúng ta có cái dự toán nó chưa sát với cả thực tế, dẫn đến việc là dự án phải điều chỉnh nhiều lần, đặc biệt là đối với cái chi phí giải phóng mặt bằng. Tiếp đó, các đại biểu đã bấm nút điện tử đồng ý thông qua 8 nghị quyết tại kỳ họp. Phát biểu bế mạc kỳ họp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Lê Xuân Tiến nhấn mạnh, 6 tháng cuối năm 2024 là khoảng thời gian quan trọng nước rút để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2024 nói riêng và giai đoạn 5 năm 2021-2025 nói chung. Những nội dung được quyết định tại kỳ họp này có ý nghĩa rất quan trọng cho nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trước mắt và lâu dài. Vì vậy, các cấp các ngành tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, giữ nghiêm kỷ luật kỷ cương, bám sát chương trình kế hoạch của Trung ương, của tỉnh, trong đó xác định một số nhiệm vụ trọng tâm cơ bản như sau. Tập trung cao nhất nguồn lực để triển khai thực hiện quyết định số 489 ngày 10 tháng 6 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, tạo động lực thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững. Thứ hai, tập trung cho nhiệm vụ sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã đảm bảo phù hợp với quy hoạch của tỉnh và các quy hoạch khác có liên quan, gắn với tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và tinh giản biên chế theo lộ trình kế hoạch đề ra. Quan tâm thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ công chức viên chức có liên quan đến việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã đầy đủ kịp thời, đúng quy định. Thứ ba, triển khai quyết liệt hiệu quả các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. Các cấp, các ngành, các địa phương cần xác định nâng cao hiệu quả đầu tư công là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, không chỉ đảm bảo cho phát triển kinh tế xã hội mà quan trọng hơn là lấy đầu tư công để dẫn dắt, kích hoạt, thu hút các nguồn vốn ngoài ngân sách, tạo ra nguồn lực tổng hợp, thúc đẩy đầu tư xã hội,
Vì vậy, cần tăng cường công tác phối hợp để tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc để nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện nghiêm quy định về nguyên tắc tiêu chí thứ tự ưu tiên bố trí vốn, tăng cường quản lý, giám sát nâng cao hiệu quả đầu tư, kiên quyết điều chỉnh vốn các dự án chậm tiến độ giải ngân thấp. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh, cải thiện thứ hạng các chỉ số PCI, PAPI, PAINDEX, CPAT, thường xuyên đồng hành nắm bắt nguyện vọng khó khăn của doanh nghiệp, kịp thời có giải pháp tháo gỡ khó khăn để doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả, tập trung chỉ đạo và thực hiện các giải pháp thu ngân sách, chống thất thu, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Thứ tư, tiếp tục tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, nâng tỷ lệ phòng học kiên cố ở tất cả các cấp học, bậc học, chú trọng công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe người dân, nâng cao chất lượng các hoạt động y tế dự phòng, thực hiện tốt các chính sách về giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân. Chiều qua, Ban tổ chức cuộc thi chính luận tỉnh Hưng Yên về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024 tổ chức hội nghị thống nhất kết quả và dự kiến chương trình trao giải cuộc thi năm nay. Đồng chí Đào Hồng Vận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức cuộc thi chủ trì hội nghị. Sau hơn 4 tháng triển khai cuộc thi, Ban tổ chức nhận được gần 1.700 tác phẩm của các địa phương, đơn vị tham gia. Một số địa phương có số lượng bài dự thi cao như Đảng bộ huyện Văn Lâm 300 tác phẩm, Đảng bộ huyện Kim Động, Đảng bộ huyện Ân Thi khoảng 170 tác phẩm, Đảng bộ huyện Phù Cừ 150 tác phẩm. Ban giám khảo lựa chọn được 212 tác phẩm, bảo đảm đúng thể lệ cuộc thi và vòng sơ khảo, lựa chọn 36 tác phẩm vào vòng trung khảo ở các loại hình tạp chí, báo, truyền hình, phát thanh, video clip. Kết luận hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Hồng Vận đánh giá cuộc thi có sức lan tỏa tới các cấp các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị và nhân dân trong tỉnh. Các tác phẩm tham gia cuộc thi có tính định hướng, kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống, có phát hiện mới, tính khoa học, đồng thời đề xuất các giải pháp cụ thể trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới. Với sự thống nhất cao, Ban tổ chức dự kiến sẽ trao 36 giải cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải cuộc thi chính luận tỉnh Hưng Yên về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024. Chiều qua, Công an tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024. Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị. 6 tháng đầu năm 2024, lực lượng công an toàn tỉnh điều tra khám phá trên 300 vụ, bắt giữ gần 900 đối tượng vi phạm pháp luật về trật tự xã hội, phát hiện gần 120 vụ, 145 đối tượng vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế, chức vụ, tham nhũng, phát hiện bắt giữ trên 800 vụ, trên 970 đối tượng phạm tội về ma túy, phát hiện xử lý gần 560 vụ việc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm. Công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự tiếp tục được thực hiện toàn diện, quyết liệt, hiệu quả, nhất là việc thực hiện đề án 06. 6 tháng cuối năm, công an các đơn vị địa phương tăng cường các phương án kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm, tập trung thực hiện đề án 06. Nhân dịp này, nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu được Bộ trưởng Bộ Công an tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn lực lượng công an nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen. Quý vị và các bạn, hưởng ứng phong trào thi đua vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Nhiệm kỳ qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Hưng Yên chủ động phối hợp huy động nguồn lực của toàn xã hội để thực hiện công tác an sinh xã hội. Đặc biệt đã tổ chức thành công hai chương trình chung tay xây dựng nhà ở cho người có công, hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam, trở thành điểm nhấn trong hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2019-2024. Ông Nguyễn Tuấn Anh ở thôn Nho Lâm, xã Mai Động, huyện Kim Động là bệnh binh, có con trai lớn bị nhiễm chất độc da cam, bản thân lại thường xuyên ốm đau bệnh tật. Trước đây, gia đình ông sống trong ngôi nhà cấp 4 bị xuống cấp nghiêm trọng, được hỗ trợ một phần kinh phí để xây dựng nhà đại đoàn kết từ nguồn quỹ vì người nghèo tỉnh. Cùng với sự giúp đỡ của anh em, họ hàng, gia đình ông đã xây dựng được ngôi nhà khang trang, sạch đẹp. Gia đình tôi thì trước đây là ở một căn nhà cấp 4 đã bị sập sệ, xuống cấp.
điều kiện kinh tế rất khó khăn. Đến nay được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và địa phương cũng đã hỗ trợ phần kinh phí cho gia đình tôi để xây dựng. Bản thân tôi và gia đình con cháu rất phấn khởi. Được sự quan tâm của cấp trên để hỗ trợ người có công và quỹ vì ngày vì người nghèo thì địa phương cũng có hỗ trợ thêm mỗi gia đình nếu những đại bình đặc biệt khó khăn thì chúng tôi có thể là hỗ trợ khoảng 10 triệu hoặc 5 triệu đồng trên một hộ. Trong 5 năm qua, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh tham mưu với Ban Thường vụ tỉnh ủy tổ chức thành công 2 chương trình chung tay xây dựng nhà ở đối với người có công và hộ nghèo toàn tỉnh năm 2019-2020 và chung tay hỗ trợ hộ nghèo, hộ nạn nhân chất độc da cam về nhà ở năm 2023. Thông qua chương trình, Quỹ vì người nghèo tỉnh đã tiếp nhận được 142 tỷ đồng ủng hộ các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, các chức sắc tôn giáo, người con xa quê, các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh. Từ nguồn vận động cùng với ngân sách nhà nước, năm 2019, toàn tỉnh hỗ trợ xây gần 290 nhà đại đoàn kết. Năm 2020, hỗ trợ xây mới trên 1.200 nhà. Năm 2023, hỗ trợ xây và sửa chữa 855 nhà. Mức hỗ trợ xây mới là 80 triệu đồng trên hộ và sửa chữa là 40 triệu đồng trên hộ. Trong nhiệm kỳ cũng huy động được rất nhiều cái nguồn lực của các cái tập đoàn, các nhà hảo tâm đã ủng hộ để làm nhà. Trong nhiệm kỳ thì chúng tôi cũng làm được trên 2.300 ngôi nhà cho người có công, người nghèo và nạn nhân da cam. Qua đó thì cũng giúp cho người nghèo và các gia đình chính sách khó khăn về nhà ở thì ổn định được cuộc sống. Cùng với đó thì mặt trận cũng phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu cho tỉnh để tỉnh trích nguồn ngân sách của tỉnh để hỗ trợ cho những người nghèo mà không có khả năng thoát nghèo, bảo trợ hàng tháng. Từ đó thì đã giúp giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 0,86%. Chương trình nhà đại đoàn kết cho người có công, hộ nghèo, hộ nạn nhân chất độc da cam là nghĩa cử cao đẹp, phát huy truyền thống tương thân tương ái trong cộng đồng, giúp các hộ gặp khó khăn về nhà ở sớm ổn định cuộc sống. Qua đó củng cố niềm tin vững chắc của nhân dân đối với các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Sau 30 năm thực hiện chương trình hành động theo tinh thần Hội nghị quốc tế về dân số và phát triển ở Cairo, Ai Cập năm 1994, công tác dân số tại Việt Nam nói chung, tỉnh Hưng Yên nói riêng có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Phóng sự nhân ngày Dân số Thế giới 11 tháng 7. Bị đau nhức xương khớp do tuổi cao, hơn một tuần nay, bà Hoàn ở xã Cương Chính được đưa vào đơn nguyên lão khoa trực thuộc Trung tâm Y tế huyện Tiên Lữ để điều trị. Ngoài việc được các y bác sĩ châm cứu, đắp nến theo liệu trình, bà Hoàn cùng gần 20 người cao tuổi tại đây còn được chăm sóc sức khỏe tinh thần tại phòng sinh hoạt chung. Ra thể dục thì lại đạp xe, rồi những buổi chủ nhật chúng tôi văn nghệ, hát theo đài. Hôm tôi lên đây tôi khỏe, tôi tươi tỉnh nhé. Cơ sở ở đây được đầu tư rất là tốt nên là sức khỏe nhanh hồi phục hơn. Bộ phận lão khoa trực thuộc trung tâm thứ nhất là phục vụ điều trị các bệnh mãn tính cho các cụ cao tuổi, cũng như là giúp các cụ là đến đây để chăm sóc sức khỏe, chăm sóc dinh dưỡng cho các cụ để các cụ có cái sức khỏe về tinh thần nữa, ngoài cái sức khỏe về thể chất. Hiện Trung tâm Y tế huyện Tiên Lữ là đơn vị cấp huyện duy nhất ở tỉnh Hưng Yên thành lập được đơn nguyên lão khoa. Ngay sau khi thành lập vào tháng 3 năm 2024, đơn vị đã được Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Lữ cấp kinh phí 300 triệu đồng đầu tư các loại máy tập, tivi, điều hòa, góp phần chăm sóc tốt sức khỏe người cao tuổi. Bên cạnh đó, thời gian qua, huyện Tiên Lữ triển khai hiệu quả nhiều mô hình như chăm sóc sức khỏe tích hợp cho người cao tuổi tại xã Ngô Quyền, tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân tại thị trấn Vương và các xã Thủy Lôi, Thủ Sĩ, Hải Triều. Chất lượng dân số trên địa bàn được cải thiện về nhiều mặt, phấn đấu đạt mục tiêu tuổi thọ trung bình là 75,6 tuổi trong năm 2024. Năm 2023, tỷ lệ người cao tuổi được khám sức khỏe ban đầu đạt tới 90%, trong khi tỷ số mất cân bằng giới tính khi sinh, tỷ lệ người sinh con thứ ba của huyện Tiên Lữ thấp hơn mức bình quân chung của tỉnh. 6 tháng đầu năm nay, chỉ số giới tính khi sinh xã An Viên chúng tôi là có 94 cháu nam trên 100 cháu nữ, là giảm so với cùng kỳ của năm ngoái, điều này rất là đáng mừng. Không có trường hợp nào là đảng viên sinh con thứ ba. Hiện nay thì
ngân sách là của Trung ương là đã cắt giảm cái chương trình mục tiêu, cho nên là đề nghị là cái ngân sách của tỉnh là phải hỗ trợ riêng cho ngành dân số, đặc biệt về công tác truyền thông, và có cái sự quan tâm và ngân sách của cấp huyện và cấp xã nữa thì mới đảm bảo được thành công được cái chương trình dân số. Để thực hiện tốt công tác dân số trong tình hình mới tại huyện Tiên Lữ nói riêng và tỉnh Hưng Yên nói chung, cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo, quan tâm của các cấp ủy đảng chính quyền, chuyển trọng tâm từ dân số kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển, khống chế, đưa tỷ số giới tính khi sinh tiếp cận mức cân bằng tự nhiên, tận dụng cơ cấu dân số vàng và thích ứng với già hóa dân số. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin được khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.